huấn luyện viên Chusie nhận báo động đỏ từ các tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Philip Chusie tại đội tuyển Việt Nam không có được phong độ tốt ở V-League 2023-2024. Ngày 28 tháng 12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2024 trên đất Qatar. Đây là giải đấu mà huấn luyện viên Philip Chusie đặt mục tiêu rất cao, trước mắt là vượt qua vòng bảng. Dù vậy, theo thống kê mới đây từ vua phá lưới V-League 2023-2024, các chân sút của đội tuyển Việt Nam lại không cho thấy sự hiệu quả của mình. Cụ thể, sau 4 vòng đấu, không có bất kỳ tiền đạo nào của đội bóng áo đỏ nằm trong top 10. Đáng chú ý, tiền đạo duy nhất có tên là Vũ Quang Nam, Hà Tĩnh, với hai pha lập công. Các vị trí đầu tiên thuộc về Goncaves Silva Lucas Vinicius, Hải Phòng, và Rafaelson Bezerra Fernandes, Nam Định với 5 bàn thắng được ghi. Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng vua phá lưới là những cái tên như Olaha Michael Oniedikachi, Taguel Tazzo Didaric Joel, Rimario Alando Gordon và Timit Chek với cùng 3 bàn thắng. Những tiền đạo mà huấn luyện viên Philip Chusier thường xuyên triệu tập như Tuấn Hải, Văn Toàn hay cầu thủ trẻ đình Bắc mới có được một pha lập công duy nhất tại V-League. Trong khi đó, trung phong số 1 Tiến Linh vẫn chưa có bàn thắng nào ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Mới đây, anh mới ghi được một bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở cúp quốc gia. Tuấn Hải cũng có được một số bàn thắng tại AFC Champions League nhưng điều này vẫn chưa thể khiến huấn luyện viên Chu Ci yên tâm. Trước khi hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup, các cầu thủ sẽ thi đấu thêm 4 vòng nữa tại V-League. Đây sẽ là cơ hội để các chân sút thể hiện bản thân, từ đó cạnh tranh suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Chu Ci. Thời gian vừa qua chiến lược gia người pháp cùng các trợ lý rất chăm dự khán đài các trận đấu để tìm ra những cái tên xứng đáng nhất